Xin mến chào tất cả các anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến dự án The Global City. Và tôi là Thành Tấn, hôm nay Tấn sẽ cập nhật đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh cũng như là thông tin mới nhất về cái dự án này, để các anh chị chúng ta đã và đang quan tâm thì chúng ta sẽ có thêm thông tin trước khi các anh chị chúng ta chọn mua cho mình những sản phẩm bất động sản ưng ý ở tại dự án The Global City nhé. Hiện nay The Global City của chúng ta có tổng quy mô là 117,4 hectare, thì chúng ta sẽ có 28% là mặt độ xây dựng. Ngoài ra thì chúng ta có đầy đủ những hạng mục về cơ sở hạ tầng cũng như tiện ích của dự án. Và với dự án The Global City thì được định hình trở thành trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh, một khu đô thị mang tính biểu tượng ở tại khu vực Đông Nam Á. Thì với những sản phẩm ở tại dự án The Global City có thu hút các anh chị chúng ta, có hấp dẫn các anh chị chúng ta đầu tư, có thực sự thuyết phục các anh chị chúng ta ở những giai đoạn đầu khi mà phát triển dòng sản phẩm căn hộ hay không, thì trong clip này xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau khám phá và tìm hiểu về dự án The Global City. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng xem những hình ảnh thước phim về tiến độ xây dựng cũng như là cập nhật về kiến trúc thượng tầng cũng như là cơ sở hạ tầng ở tại thực tế dự án nhé. Thưa các anh chị, hiện nay dự án The Global City với 5 phân khu, trong đó phân khu đầu tiên là phân khu Soho được chủ đầu tư triển khai từ năm 2022 và đã bàn giao nhà vào đầu năm 2024. Và có thể nói rằng năm 2024 là một năm bước ngoặt trong việc phát triển những dự án bất động sản, và cái thị trường bất động sản đã quay trở lại phục hồi và phát triển mạnh. Và những dự án có pháp lý đầy đủ rõ ràng trong thời gian vừa qua thì đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở. Và với mức tăng giá trung bình khoảng chừng 30-35% từ đầu năm 2024 cho đến nay, không chỉ những yếu tố liên quan đến luật bất động sản, những hành vi các anh chị chúng ta để mua một cái bất động sản thì đòi hỏi yếu tố pháp lý, vị trí luôn được ưu tiên hàng đầu trước khi các anh chị chúng ta đi xem hoặc là quyết định chọn mua những cái căn mà các anh chị chúng ta cảm thấy đó là sản phẩm phù hợp với mình. Thì với dự án The Global City, mặc dù đây là một sản phẩm cao cấp có giá thành không rẻ thì các anh chị thực sự là như vậy. Chính vì như vậy cũng không phải là sản phẩm dành cho đại đa số khách hàng mỗi khi đi tham quan đều chọn được căn ưng ý. Và bản thân Tấn cũng đã tiếp rất là nhiều anh chị khách hàng đi tham quan dự án này, và bản thân Tấn cũng cảm nhận được rằng đây là một sản phẩm mà có sự chọn lọc khách hàng rất cao, khi mà sản phẩm của chúng ta nằm ở vị trí trung tâm phường An Phú, quận 2, nằm kế bên khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Và nơi đây sẽ là một nơi rất là sầm uất, có đầy đủ hội tụ những yếu tố liên quan đến vui chơi, giải trí, làm việc cũng như là ở. Và đặc biệt đó chính là một cộng đồng cư dân cao cấp và mật độ dân trí rất là cao, đầy đủ tiện ích, và có trung tâm thương mại rộng đến 123.000 m² nằm ngay tại dự án The Global City, có công viên City Park. Hiện nay với đường liên phường, đây là con đường được xem là đường tơ lụa ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, nối từ ngã ba Cát Lái, phía bên kia đó chính là phường Thảo Điền, và nối với lại khu vực Bình Thạnh và quận 2, thưa các anh chị, đây được xem là ngã ba, gọi là ngã ba đường, nơi mà khu đông của chúng ta hàng loạt những dự án bất động sản cao cấp dọc theo tuyến đường liên phường này. Và đường liên phường của chúng ta có chiều rộng từ 30-60 m, và cái tuyến đường từ ngã ba Cát Lái đến bãi đỗ Xuân Hợp và nối với đường Vành Đai 2 thì đã xong rồi, và kéo đến đường Bưng Âm Thoàn, thì trong đó có đoạn 660 m trong địa phận của dự án Sài Gòn Sport City thì chưa có hoàn thành. Chứ ví dụ vậy, Masterline Home đã xin xây dựng cái tuyến đường này với số vốn bỏ ra trung bình khoảng chừng 3.200 tỷ, để hoặc 320 tỷ để mà xây dựng cái tuyến đường liên phường đoạn 660 m này, và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2025. Và với những sản phẩm ở tại dự án The Global City thì có rất là nhiều yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, những dự án trong quá trình triển khai cũng như sắp tới triển khai ở tại khu vực này rất là nhiều. Chính vì như vậy sẽ thu hút nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở quan tâm đến khu vực này. Tuy nhiên giai đoạn đầu của sản phẩm căn hộ là cái sản phẩm rất là tốt các anh chị chúng ta mua để đầu tư, tại vì truyền thông ở tại dự án này và các sàn và những bàn sale đang tập trung cho dự án này rất là nhiều, hơn 10.000 sale.
Chính vì như vậy, ngoài yếu tố liên quan đến giá trị cốt lõi của dự án là một cái sản phẩm có pháp lý đầy đủ rõ ràng, có đầy đủ tiện ích, được quy hoạch bài bản cùng với đó và phát triển đồng bộ, và có trung tâm thương mại, có trường học, có bệnh viện, có nhà nước, có kênh đào xuyên tâm, có đầy đủ những loại hình bất động sản. Và đặc biệt, đây là một sản phẩm được thiết kế bởi Foster & Partner và đầu tư bởi Matrix Home, đằng sau đó chính là Techcombank. Đây là một chủ đầu tư tiềm lực tài chính rất là vững mạnh. Và trong thời gian sắp tới, những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng được hoàn thiện không chỉ ở trong nội khu của dự án mà ở ngoại khu, ví dụ như là đường Liên Phường của chúng ta hoàn thành, đường Vành Đai Ba hoàn thành, đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành mở rộng, nút giao An Phú hoàn thiện, đường Đỗ Xuân Họp mở rộng, đường Vành Đai Hai của chúng ta kết nối từ khu công nghệ cao ra đến ngã tư Bình Thái hoàn thành, và nhiều yếu tố khác nữa. Sân bay quốc tế Long Thành đầu năm 2026 sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1. Đặc biệt đó chính là tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành của chúng ta mở rộng 3,2 km, rộng 6, rộng 8 làn đường. Những cái nhà đầu tư của chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội mua những bất động sản tốt trong thời gian sắp tới. Ví dụ như là dự án Sài Gòn Smart City sẽ tiếp tục triển khai. Khi mà dự án này hoàn thành cũng như là triển khai tiếp theo những cái giai đoạn sắp tới thì khả năng tăng giá ngày càng cao, cứ mỗi đợt triển khai như vậy trung bình khoảng chừng 3-5% so với cái giá trước đó mở bán. Còn với đó là trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc, về kiến trúc thượng tầng ở khu vực này, về những cái dự án của Đất Xanh, của Palm City, của Keppel và nhiều dự án khác nữa, bán kính trung bình khoảng chừng 2-5 cây số xung quanh dự án The Global City sẽ mọc lên rất là nhiều. Ngoài yếu tố liên quan đến thực tế của dự án là còn rất là nhiều sản phẩm triển khai trong thời gian sắp tới. Và hy vọng những cái thông tin mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị sẽ có thêm nhiều thông tin để các anh chị chúng ta dễ dàng để quyết định đi tham quan cũng như là tìm hiểu chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở tại dự án này các anh chị nhé. Và tôi là Thành Tấn, nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Mến chào tất cả các anh chị.